sinh nhật của bác Năm vào ngày mai. Bây giờ phải nhanh hay cả nhà đi về. Ngày mai thì là cô chú anh chị mình nhớ đến nghĩa trang Hồ Viên tỉnh Bình Dương để dự sinh nhật của bác Năm nha. Chắc chắn là sẽ vui lắm. Yên tâm. Thì mình thấy là anh em mở đang là toàn bộ đang là chuẩn bị. Chú lên tới hả? Trang trí rồi. Hát dùng đó. Còn dễ. Lucky cũng được tham dự sinh nhật. Lâu lắm rồi, Lucky mới lên ngồi.